chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món thạch rau câu hoa anh đào. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là bột rau câu dẻo Rovin. Và một gói như thế này là 10g. Mình sẽ sử dụng hết một gói luôn. Đường thì mình sẽ dùng 200g. Và 100g sữa đặc. 20ml siro dâu. Và đây là nước mình sẽ dùng 1 lít. Và ở đây mình có chuẩn bị vài cái khuôn nha các bạn. Đây là cái khuôn hình tròn nè. Hai cái này úp lại thì nó được một cái hình tròn như thế này. Và đây là những cái khuôn hình cái cánh hoa nè. Hai cái hoa nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn. Rồi một cái khuôn hình tròn như thế này nữa. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên mình sẽ đổ 1 lít nước vô trong một cái nồi. Tiếp theo là mình sẽ đổ 200g đường vô. Và mình sẽ cho vô một gói bột rau câu. Mình vừa đổ vô mình vừa khuấy đều như thế này. Khuấy đều xong thì mình sẽ để cho nước rau câu nghỉ khoảng 15 phút để cho phần bột mình nó nở ra đó. Việc mà mình ngâm bột rau câu trong nước 15 phút như thế này đó là để khi mà mình làm ra cái rau câu á, thì mình để trong tủ lạnh đó các bạn, nó sẽ không có bị ra nước. Rồi, nước rau câu nãy giờ mình ngâm rồi đó các bạn. Sau đó mình sẽ bật bếp lên và nấu cho cái phần nước rau câu này sôi lên. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này để cho nước rau câu của mình nó không có bị vón cục, với lại nó không có bị khét ở dưới đáy nồi nữa. Phần nước rau câu đã bắt đầu sôi lên rồi. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa là được. Giờ mình sẽ múc ra ngoài chén nửa chén nước rau câu này nha. Mình sẽ cho vô 1 muỗng cà phê sữa đặc và 1 muỗng cà phê siro dâu. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Các bạn pha cho nó như nào mà các bạn thấy cái màu của mình nó đạt là được. Cái màu hồng nhẹ đó các bạn. Đây mình sẽ cho thêm sữa nha các bạn. Các bạn cứ pha từ từ là được. Cho vô 1 muỗng sữa đặc tiếp rồi khuấy đều lên. Bây giờ thì mình sẽ múc và đổ vô trong mấy cái khuôn hình cái bông nè. Mình sẽ đổ khoảng nửa cái khuôn là được rồi. Các bạn dùng cái muỗng cà phê nhỏ này để mình đổ vô nha. Mình đổ vậy thì nó sẽ không có bị chảy ra ngoài. Hoặc là các bạn có thể để đổ vô trong cái ca mà có cái mỏ nhọn nhọn á, để mình chế cho nó dễ. Sau đó mình sẽ để cho cái phần rau câu này đặt lại rồi mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Và trong thời gian mà mình để cho cái phần rau câu trong những cái cánh hoa nó đặt lại đó các bạn, thì mình sẽ chế nước rau câu trong vô trong một cái khuôn tròn. Mình chế vô nửa cái khuôn thôi. Đợi cho cái phần rau câu trong cái khuôn này nó đặt lại đó các bạn. Sau đó mình sẽ gỡ cái khuôn hình cánh hoa này mình để vô. Rồi rau câu của mình đã đông lại rồi. Và cái phần rau câu cánh hoa này các bạn, nó cũng đặt lại là mình gỡ ra rồi. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái khuôn này nha. Dạ các bạn, đặt ngay giữa cái khuôn, giữa cái hình tròn này nè. Rồi sau đó mình sẽ đổ lên một lớp rau câu trong nữa. Mình sẽ đậy nắp lại. Sau đó mình sẽ chế vô trong cái lỗ đây nè. Các bạn chế rau câu ra ngoài một cái ca có cái mỏ nhọn nha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái ống bơm á, ống bơm loại lớn đó các bạn, để mình bơm vô cho dễ. Khi mà mình đã chế vô xong thì mình sẽ để cho cái phần rau câu trong cái khuôn này nó đặt lại nha các bạn. Rồi sau đó mình đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để cho phần rau câu của mình nó lạnh lên á, và khi ăn thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi những cái khuôn hồi nãy mình gỡ ra đó các bạn, sau đó mình sẽ đổ tiếp vô. Rồi cái phần nước rau câu trong nồi nếu mà nó có bị đặc lại đó các bạn, thì các bạn bật bếp lên và mình để lửa nhỏ thôi, nấu cho nó tan ra là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ phần nước rau câu trong vô trong cái khuôn này các bạn. Mình đổ khoảng chừng nửa chén là được rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho siro dâu còn lại vô. Và mình sẽ khuấy đều lên. Các bạn muốn cho cái màu đậm hơn thì các bạn có thể chế vô thêm một ít siro dâu nữa cũng được. Và sau đó mình sẽ để cho cái phần nước rau câu này nó đặc lại. Để cho nước rau câu mau đặc á, thì các bạn chuẩn bị khoảng nửa tô nước. Sau đó mình sẽ cho cái khuôn này vô. Như vậy thì rau câu của mình nó sẽ mau đặc hơn. Và phần nước rau câu trong còn lại trong nồi đó các bạn, thì mình sẽ chia ra thành hai phần. Rồi cái phần này thì mình sẽ cho sữa đặc vô. Mình đổ hết phần sữa đặc còn lại vô luôn nha.
và mình sẽ khuấy đều lên. Khuấy đều lên rồi mình đổ vô trong cái khuôn. Rồi các bạn đợi cho cái phần rau câu sữa này nó đặc lại. Sau đó mình sẽ cho cái rau câu hoa vô. Bây giờ thì mình sẽ cho rau câu hoa vô nha. Các bạn sắp đều và mình lồng cái khuôn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ đổ vô một lớp rau câu trong. Rồi sau đó mình sẽ để cho phần rau câu này nó đặt lại rồi mình đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để cho phần rau câu của mình nó lạnh hơn đó. Và khi ăn thì nó sẽ ngon hơn. Rồi rau câu của mình nó đã đặt lại nè các bạn. Mình vừa lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra đó. Bây giờ mình gỡ cái khuôn này ra. Rồi rau câu mình vừa lấy ra khỏi cái khuôn nè các bạn. Cái khuôn rau câu này các bạn rất là đẹp luôn á. Những cái hoa màu hồng hồng nè, rất là dễ thương luôn. Đây những cái viên nè các bạn, mình được 4 cái viên. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái miếng rau câu này ra và mình bắt đầu mình ăn thử thôi. Ôi, nhìn nó đẹp quá, không nỡ cắt một chút nào hết á. Các bạn nhìn nè, một lớp rau câu trong ở bên trên á, nó làm cho mình nhìn thấy cái phần cánh hoa này luôn nè. Và cái hoa màu hồng hồng. Mình sẽ cắt thành cái hình tam giác các bạn. Thì mỗi miếng mình sẽ được một cái cánh hoa. Thôi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món thạch rau câu hoa anh đào rồi đấy các bạn. Đây các bạn nhìn nè, có một cái sọc màu hồng nè, một sọc màu trắng. Và cái lớp bên trên đó chính là hoa anh đào. Một lớp trong suốt các bạn. Một lớp rau câu trong suốt, mình nhìn vô mình thấy cái hoa luôn nè. Hoa màu hồng hồng rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì mình ăn thử thôi. Để mình sắc cái miếng này nó nhỏ nhỏ ra nha các bạn, để khi mình ăn thì nó sẽ dễ ăn hơn. Wow, các bạn nhìn rau câu rất là dai và dẻo luôn nè. Mình sắc ra miếng nhỏ nhỏ như vậy nè. Rất là thơm cái mùi dâu luôn các bạn. Rau câu rất là dẻo và dai. Và cái vị ngọt rất là vừa ăn luôn các bạn. Khi mà mình ăn vô thì nó thơm thơm cái mùi dâu nè. Và sữa thì hơi béo béo nữa. Và những cái khuôn hình cánh hoa này nè, các bạn có thể tìm mua những cái chỗ mà người ta bán dụng cụ để làm bánh á. Hoặc là những cái tiệm tạp hóa mà những tiệm đó người ta bán đồ mũ, đồ nhựa các bạn. Thì chuyện những chỗ đó người ta có bán những cái khuôn này nè. Và ở đây thì mình dùng siro dâu đó các bạn, để cho nó có màu hồng. Hoặc là các bạn có thể dùng xì tin cũng được. Xì tin thì có màu đỏ đỏ đó các bạn. Mình pha vô với sữa là nó sẽ ra cái màu hồng. Nhưng mà các bạn pha ít thôi, đừng pha nhiều quá nhé. Pha nhiều quá thì cái màu nó sẽ rất là đậm, nhìn nó sẽ không có giống như là hoa anh đào nữa. Và ngoài màu xì tin thì các bạn cũng có thể dùng như là màu thanh long ruột đỏ nè, màu củ dền nè, những màu nào mà có màu đỏ đó các bạn. Các bạn có thể pha vô một ít là nó sẽ ra cái màu hồng liền hả? Pha vô với sữa. Đây nhìn một sọc màu hồng nè, sọc màu trắng sữa nè. Và đây là lớp trong. Nhìn nó sọc sọc như là bánh da lợn. Và các bạn có thể làm cái món thạch rau câu hình hoa anh đào này để tiếp đãi bạn bè hoặc là gia đình mình ăn nha. Các bạn ăn không hết thì các bạn để vô trong ngăn mát tủ lạnh đó. Khi mà mình ăn thì mình lấy ra thì nó sẽ lạnh, đó ăn nó sẽ ngon hơn. Cái viên bi ở bên trong, ôi dao dài. Ở bên trong thì nó có hình cánh hoa nè. Đây các bạn nhìn cái hoa nè. Không nhất thiết là mình phải có hoa anh đào mình mới làm được cái rau câu hoa anh đào nha các bạn. Chỉ cần có cái khuôn hình cánh hoa là mình đã có thể làm được rồi. Và video làm món thạch rau câu hoa anh đào của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!